Xin chào các bạn, chào mừng đến với bản tin sáng mỗi ngày cùng tôi, bình luận viên Anh Quân. Hãy cùng tôi điểm qua kết quả của những trận đấu hấp dẫn diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay. Cùng với đó là những tin tức nóng hổi nhất, những thông tin chuyển nhượng thú vị và cả những phát biểu đáng chú ý xung quanh chuyển động của bóng đá thế giới trong 24 giờ qua nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng bản tin sáng trên kênh bình luận viên Anh Quân News. Hãy cùng đến với phần tiêu điểm ngay sau đây. Chelsea nhẹ nhàng đi tiếp tại FA Cup. Leicester giành vé vào vòng trong, Newcastle bất ngờ bị loại. Real duy trì ngôi đầu bảng bằng thắng lợi dễ dàng. Chelsea đã không gặp quá nhiều khó khăn để vượt qua vòng 3 của FA Cup khi chỉ phải đối đầu với đội bóng đang chơi hàng đấu thứ 5 là Chesterfield Town. Mặc dù vậy, huấn luyện viên Thomas Tuchel vẫn tung ra một đội hình khá mạnh với nhiều ngôi sao. The Blue không gặp quá nhiều khó khăn để ghi 5 bàn vào lưới đối thủ. Những cầu thủ đã lập công cho Chelsea trong trận đấu này là Timo Werner, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku, Andreas Christensen và Hakim Ziyech. Điểm trừ duy nhất đối với đoàn quân huấn luyện viên Tuchel đó là họ đã để cho đối thủ nhỏ bé Chesterfield Town chọc thủng lưới một lần ở phút 80 của trận đấu. Chung cuộc, Chelsea giành thắng lợi đậm đà 5-1 và giành tấm vé tiến vào vòng 4 của FA Cup. Ở một số trận đấu đáng chú ý khác tại vòng 3 FA Cup, đa số các đội bóng được đánh giá cao hơn đều đã hoàn thành mục tiêu của mình. Leicester là đội bóng không may nhất khi những lá thăm đưa họ đụng độ với một đại diện khác của Premier League là Watford. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Brendan Rodgers cũng đã có thắng lợi dễ dàng với tỷ số 4-1 nhờ những bàn thắng của Jurrien Tielemans, Jim Maddison, Harvey Barnes và Mark Ann Brighton. Nối bước Chelsea và Leicester vào vòng trong là Crystal Palace, Brighton, Brentford, Everton và Southampton, khi những đội bóng này đều vượt qua các đối thủ hạng dưới. Bất ngờ lớn nhất của vòng đấu này chính là việc Newcastle bị loại bởi đội bóng vô danh Cambridge United sau thất bại với tỷ số 0-1. Mặc dù vừa bổ sung tân binh Kieran Trippier, thế nhưng Newcastle lại một lần nữa khiến cho người ta phải thất vọng. Ngoài ra còn có Burnley phải chịu chung cảnh ngộ khi đội bóng này cũng bị một đối thủ đang chơi hạng dưới đánh bại. Barcelona lại một lần nữa khiến cho các cổ động viên của mình phải thất vọng khi họ đã đánh rơi chiến thắng một cách đầy tiếc nuối trong những phút cuối cùng của trận đấu với Granada trong khuôn khổ vòng 21 của La Liga. Sau khi có được bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Luke de Jong ở phút 57, Barcelona đánh mất thế trận vào tay của đối thủ. Mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn đối với thầy trò huấn luyện viên Xavi khi tiền vệ Gavi phải nhận tấm thẻ đỏ và rời sân ở phút 79. Thi đấu trong thế thiếu người, rốt cuộc điều gì đến cũng đã phải đến khi hàng thủ của Barca không thể đứng vững trước áp lực mà Granada tạo ra và để cho tiền vệ Antonio Puertas ghi bàn gỡ hòa khi đồng hồ đã chỉ sang phút 89. Với trận hòa đầy tiếc nuối này, đội bóng xứ Catalan tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tại nước Đức, các đội bóng bám đuổi đã tận dụng thành công việc Bayern Munich xảy chân ở vòng đấu này để rút ngắn cách biệt về mặt điểm số trên bảng xếp hạng. Trong đó, chiến thắng của Dortmund là trận đấu kịch tính nhất của vòng đấu. Trong chuyến làm khách đến sân của một đối thủ cũng rất khó chơi là Fortuna Düsseldorf, Dortmund đã bất ngờ để cho đội chủ nhà vươn lên dẫn trước đến 2-0 trong hiệp 1. Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi Thorgan Hazard rút ngắn tỷ số phút 71. Lần lượt Jude Bellingham và Mahmoud Dahoud đã ghi liên tiếp 2 bàn trong vòng 3 phút cuối cùng để hoàn tất chiến thắng kịch tính 3-2 cho Dortmund. Erling Haaland dù không ghi bàn nhưng cũng đã đóng góp một đường kiến tạo trong trận đấu này. Một số cặp đấu đáng chú ý khác, RB Leipzig thắng đậm Main 05 4-1, Hoffenheim vượt qua Augsburg 3-1, trong khi Leverkusen bị Union Berlin cầm hòa với tỷ số 2-2. Trái với Barca, đội bóng đang dẫn đầu bảng là Real Madrid đã tiếp tục khẳng định vị thế của mình bằng thắng lợi dễ dàng trước đối thủ Valencia. Bộ đôi đang có phong độ rất cao là Karim Benzema và Vinicius Junior vẫn là những nhân vật chính của trận đấu như thường lệ. Một bàn thắng của Benzema cùng cú đúp của ngôi sao trẻ Vinicius khiến cho số phận của trận đấu sớm an bài khi Real vượt lên dẫn trước tới 3-0. Mặc dù sau đó Valencia đã gỡ được một bàn do công của Gonçalo Guedes, nhưng Benzema cũng đáp lại với thêm một pha lập công để dập tắt mọi hy vọng của đối thủ, đồng thời ấn định tỷ số 4-1. Với 3 điểm có được ở trận đấu này, Real củng cố vững chắc ngôi đầu với khoảng cách 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ 2 dù đã đá nhiều hơn 2 trận. Ngay trở lại của tiền vệ Paul Pogba có lẽ chưa thể đến trong tương lai gần khi mà huấn luyện viên Ralf Rangnick mới đây đã có những cập nhật không mấy tích cực về tình hình chấn thương hiện tại của ngôi sao người Pháp. Theo những gì mà tôi được đội ngũ y tế báo cáo khoảng 1 tuần trước thì cần phải ít nhất đến 4 đến 5 tuần nữa cậu ấy mới có thể tập luyện trở lại. Hiện tại cậu ấy có đến sân tập nhưng chưa thể tham gia cùng với các đồng đội. Có lẽ sẽ phải mất một thời gian nữa bởi dù cậu ấy có thể tập lại thì cũng không thể đủ thể trạng để tham gia vào những trận đấu sau khi đã nghỉ dài như vậy. Với thông tin này, có lẽ các cổ động viên của Quỷ Đỏ lại càng muốn đội bóng của mình bổ sung thêm một tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
bởi đây là một vị trí đang cho thấy sự yếu kém trong hệ thống huấn luyện viên Rangnick. Tham vọng nổ bom tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông của Arsenal đang cho thấy dấu hiệu bế tắc khi mà những mục tiêu của đội bóng này đều không muốn sớm chuyển tới sân Emirates. Trong đó mục tiêu số 1 mà pháo thủ đang nhắm tới là tiền đạo trẻ Dusan Vlahovic của Fiorentina. Arsenal đã sẵn sàng chi một khoản tiền lớn và thuyết phục thành công Fiorentina ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng vấn đề lại nằm ở phía của Vlahovic khi cầu thủ này dường như không mấy hứng thú với lời đề nghị của Arsenal và anh muốn tiếp tục ở lại Fiorentina cho tới hết mùa giải. Trong khi đó, một mục tiêu lớn khác của pháo thủ là tiền vệ Bruno Guimarães của Olympique Lyon cũng chưa nghĩ tới chuyện ra đi ngay trong tháng 1. Ngoài ra, mức giá 45 triệu euro mà Lyon yêu cầu cũng là một trở ngại không nhỏ. Sau khi đồng ý chấm dứt hợp đồng với Inter Milan, hiện tiền vệ Christian Eriksen vẫn chưa tìm được cho mình một bến đỗ mới, mặc dù anh đã bày tỏ nguyện vọng được trở lại với đội bóng đá đỉnh cao. Trong bối cảnh đó, huấn luyện viên Antonio Conte, thầy cũ của Eriksen tại Inter, đã có lời mời cầu thủ này trở lại đội bóng cũ Tottenham và khẳng định tiền vệ người Đan Mạch vẫn luôn được chào đón ở đây. Tôi chưa nói chuyện với Christian trong thời gian gần đây, nhưng chắc chắn là tôi sẽ cảm thấy rất vui nếu cậu ấy tìm được một nơi mà cậu ấy có thể ra sân và chơi bóng. Christian không chỉ là một cầu thủ xuất sắc mà còn là một người bạn rất tuyệt vời. Thật tốt khi cậu ấy đã sẵn sàng trở lại sân cỏ. Tôi muốn Christian biết rằng cánh cửa tại Tottenham Hotspur sẽ luôn rộng mở đối với cậu ấy. Trong công cuộc xây dựng đội hình trẻ tại Barcelona, đội bóng này đang rất nỗ lực trong việc giữ chân những tài năng trẻ sáng giá của mình. Sau Ansu Fati và Pedri, cái tên sắp tới sẽ cam kết tương lai với Barca là tiền vệ Gavi. Mặc dù đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về tài chính, nhưng đội bóng xứ Catalan vẫn để dành một khoản tiền để có thể tiến hành gia hạn hợp đồng với Gavi. Theo nhà báo Fabrizio Romano, quá trình đàm phán và việc mà Gavi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm chỉ còn là vấn đề thời gian. Điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro trong hợp đồng hiện tại của Gavi từng khiến cậu trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn tại châu Âu. Thế nhưng điều này sẽ sớm thay đổi bởi Barca chắc chắn sẽ bỏ đi điều khoản này và thay vào đó là một mức phí phá vỡ hợp đồng với giá trị rất cao giống như những gì mà họ đã làm trước đó với Fati và Pedri. Trong bối cảnh mà hai ngôi sao Sadio Mane và Mohamed Salah đã trở về để phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp các quốc gia châu Phi, Roberto Firmino thì phải ngồi ngoài do dương tính với Covid. Liverpool đang gặp vấn đề ở vị trí tiền đạo và đội bóng này đang nỗ lực giữ chân những tiền đạo còn lại trong đội hình, trong đó có Divock Origi. Tiền đạo người Bỉ đã nhận được sự quan tâm đến từ nhiều đội bóng tại Serie A và Bundesliga, thế nhưng Liverpool thì không hề có ý định bán anh trong tháng 1. Đích thân huấn luyện viên Jurgen Klopp đã trao đổi với Origi để thuyết phục anh ở lại cho tới ít nhất là hết mùa giải. Có lẽ tiền đạo 26 tuổi cũng sẽ vui lòng chấp nhận yêu cầu này bởi sự vắng mặt của Salah và Mane trong ít nhất khoảng một tháng tới sẽ là cơ hội để Origi có nhiều thời gian ra sân và thể hiện mình. Huấn luyện viên Antonio Conte đang tỏ ra rất cứng rắn và mạnh tay trong công cuộc cải tổ đội hình của mình tại Tottenham Hotspur. Trong một phát biểu cách đây không lâu, Conte từng thẳng thắn thừa nhận ông cảm thấy không hài lòng với chất lượng đội hình của Spurs hiện tại. Theo tờ ESPN, bản danh sách những cái tên cần phải thanh lý của Conte đang ngày một nối dài, trong đó có những cái tên nổi bật như Dele Alli, Steven Bovai, Matt Doherty hay Tanguy Ndombele. Một số cái tên khác như Safet Tenganga hay Giovanni Lo Celso cũng hoàn toàn có thể lọt vào danh sách này. Với sự nghiêm khắc và nóng tính của Conte, bất cứ cầu thủ nào có màn thể hiện không tốt khiến cho nhà cầm quân người Italia nóng mắt trong phần còn lại của mùa giải đều có nguy cơ phải cuốn gói ra đi. Với việc muốn đẩy đi một loạt những cái tên kể trên, rất có thể sẽ có một cuộc thay máu quy mô lớn diễn ra tại Spurs trong mùa hè tới. Thần đồng một thời của Serie A là tiền đạo Christoph Piatek đã chính thức trở lại với nước Ý. Cầu thủ người Ba Lan rời đội bóng hiện tại là Hertha Berlin để chuyển tới khoác áo Fiorentina theo dạng cho mượn, kèm điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Piatek từng là một hiện tượng tại Serie A cách đây vài mùa khi anh có thành tích ghi bàn rất ấn tượng trong màu áo của Genoa. Thế nhưng khi chuyển tới AC Milan rồi Berlin, sự nghiệp của Piatek lại càng một đi xuống, để rồi cuối cùng anh lại trở về Serie A không kèn không trống. Việc Fiorentina chiêu mộ Piatek có thể được xem là một động thái để mở đường cho tiền đạo Dusan Vlahovic ra đi trong những kỳ chuyển nhượng tới. Vlahovic là một trong những tiền đạo tiềm năng nhất ở thời điểm hiện tại và nhận được sự quan tâm của nhiều ông lớn trên khắp châu Âu.